Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bạn thuộc nhóm con giáp sau đây, hãy cẩn trọng trong ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023 âm lịch, vì đây là ngày mà các bạn dễ gặp xui xẻo nhất trong tháng. Ngày này có nhiều hung tinh, gây cản trở cho công việc, tài lộc của bạn áp lực từ công việc, cuộc sống khiến bạn vô cùng mệt mỏi, stress dẫn đến tình trạng đau đầu, căng thẳng thần kinh. Vì thế trong thời gian này, dù xảy ra chuyện gì, bạn cũng cần ổn định tinh thần, bình tĩnh xử lý. Đó là những con giáp sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Nhắc đến những xui xẻo trong ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023 âm lịch, con giáp đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến là những người tuổi Tý. Trong ngày này, còn giáp tý gặp nhiều điều không may nên phải hết sức cẩn thận để ứng phó với mọi chuyện người tuổi này gặp hung vận khá lớn nên ngay cả những chuyện nhỏ nhất cũng cần phải chú ý đặc biệt cần đảm bảo an toàn cho bản thân bởi đây là thời điểm mà bạn có thể gặp phải những tai họa bất ngờ tai nạn hoặc bị thương tật chảy máu ứng với họa huyết quang mới ngày đầu tháng nhưng người tuổi tý tinh thần u ám nặng trĩu, gặp phải vô vàn những áp lực trong công việc và cuộc sống, nên bạn cần phải bình tĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn. Về công việc, ngày này bạn sẽ liên tiếp gặp phải chuyện không may mắn, hung tinh quấy phá, nên vận đen cứ liên tiếp nhau khiến cho bản mệnh thất vọng và chán nản, hợp đồng cũng không được thông qua. Làm ăn thì thất bát, mà chẳng hiểu sao sau bao cố gắng như vậy mà cũng chẳng thành công. Mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp cũng không được tốt. Cần chú ý, bởi sẽ bị đâm sau lưng bởi người mà bạn hằng tin tưởng là thân thiết nhưng do tác động xấu của hung tinh bạn sẽ gặp chuyện thị phi vì thái độ vô kỷ luật thậm chí có lúc ảnh hưởng đến công việc tại nơi làm việc bạn sẽ đối mặt với khá nhiều thử thách đồng thời gặp nhiều rắc rối cũng chỉ bởi cái tính nóng nảy không kiểm soát tốt cảm xúc của mình gây ra dù không thể phủ nhận năng lực làm việc của bạn nhưng nếu cứ cư xử một cách tùy hứng như vậy bạn sẽ gặp rắc rối to ngoài ra áp lực từ công việc đồng nghiệp cấp trên khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng bạn nên vượt qua những khó khăn trong thời điểm này về sức khỏe của người tuổi tý trong ngày này ổn định hầu như không gặp phải vấn đề gì quá lớn tuy nhiên những áp lực trong công việc khiến bản mệnh luôn cảm thấy mệt mỏi uể oải thiếu sức sống bạn cần chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi điều độ trong ngày có thể xảy ra tai nạn bất ngờ nên gia chủ làm gì cũng cần cẩn trọng đi lại di chuyển cần chú ý hơn. Người tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. 2. Tuổi dần, người tuổi dần là một trong những con giáp dễ gặp xui xẻo nhất trong ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023 âm lịch. Trong ngày này, các gia chủ chú ý dễ gặp phải hạn thị phi, nhiều kẻ tiểu nhân ghen ghét chỉ chờ trực thời cơ này để hãm hại bạn. Trong ngày này, bạn cầm tinh con hổ có thể cảm thấy mình bị hạn chế ở mọi nơi, dù làm gì đi nữa thì sẽ luôn bị cản trở hay ngăn cấm. Có những việc đến tay gần hoàn thành nhưng lại đổ bể phút chót như đang thử thách giới hạn chịu đựng của bạn. Điều này khiến bạn rất dễ nổi nóng và có xu hướng chút giận lên những người bên cạnh. Những cảm xúc bất ổn sẽ gây bất lợi cho vấn đề xã giao, công việc cũng khó mà êm xuôi. Tuy nhiên, lúc này, điều mà người tuổi dần nên làm nhất là đừng quá căng thẳng, kẻo mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hãy cố gắng bình tĩnh, đôi khi cũng phải phó mặc cho mọi chuyện cứ trôi đi để rắc rối trôi qua một cách tự nhiên. Nếu bạn hành động một cách hấp tấp, không những không giải quyết được việc gì mà thậm chí bạn còn trở nên bận rộn và hỗn loạn hơn, đưa mình vào tình thế khó khăn hơn. Thu nhập của tuổi dần sẽ khá ổn định trong ngày nhưng bản mệnh lại chi tiêu khá mất kiểm soát trong việc mua sắm nên nhận ngay hậu quả nhãn tiền. Những dự án đầu tư cũng đang dậm chân tại chỗ, khiến cuộc sống của tuổi dần lao đao theo. Xem tử vi ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023 âm lịch, người tuổi dần không có tài tinh chiếu mệnh, đã vậy lại còn bị hung tinh rình rập tài vận giảm sút đáng kể, tiền vào túi rồi lại đi ngay. Tài khí hào hụt nghiêm trọng, khó kiểm soát. Mặc dù cật lực làm việc, song chưa chắc thu về thành quả xứng đáng do nhiều nguyên nhân. Không những vậy, ngày nay còn có điểm báo tiểu nhân gây chuyện mờ ám nhằm chuyến đảo tài sản của cải của những gia chủ tuổi dân. Chuyện tình cảm của người tuổi này cũng gặp nhiều rối sen do cục diện tương phá. Với những người đã có gia đình, vận trình tình cảm không tốt, có dấu hiệu đứt vỡ, thậm chí xuất hiện người thứ ba trong mối quan hệ của hai bạn. Nguyên nhân từ tiền bạc cũng là xúc tác cho những cuộc tranh luận nảy nửa. Tình trạng khắc khẩu giữa hai vợ chồng không những không thuyên giảm mà còn căng thẳng hơn nữa. Nếu không tìm cách cứu vãn, bình tĩnh ngồi lại với nhau thì có thể dẫn mối quan hệ này đi đến ngõ cụt. Phương diện sức khỏe trong ngày cũng không được tốt. Tuổi dân cần phải chú ý giữ gìn bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn, xung đột với người khác. Nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn, hoặc đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, tránh xa rượu bia và các chất kích thích khác. Nếu không, không chỉ sức khỏe của bạn xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khi thay đổi thời tiết, khi trời chuyển lạnh hoặc chuyển nóng cần có trang phục thích hợp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi dần cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thần mệnh vững chắc, chiều mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đuổi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi mão Tuổi mão là con giáp xui xẻo nhất trong ngày hôm nay bởi cục diện mão dậu tương xung vì thế hành sự cần cẩn trọng hơn, chớ làm việc xấu, kẻo hung vận ám vào người. Công việc trong ngày không hề suôn sẻ, dưới ảnh hưởng của cục diện tương xung và hung tinh chiếu mệnh vẫn còn rất nhiều vấn đề mà bạn không thể chủ quan. Ở thời điểm này, bạn nên nhớ cẩn tóc vô áy nấy, thận trọng không bao giờ là dư thừa. Trong ngày hôm nay, con giáp này dễ bị tiểu nhân làm cho hao tài tốn của. Thậm chí những người làm ăn kinh doanh có thể điêu đứng vì phá sản, nợ nần trông chất. Vì vậy, tốt hơn hết, thời gian này tuổi mão không nên rót vốn đầu tư quá nhiều hay đầu tư vào những hạng mục có nguy cơ rủi ro cao và hãy tỉnh táo khi tìm đối tác kinh doanh đối với tình yêu và mối quan hệ tình cảm trong ngày này, những người độc thân tuổi mão sẽ có ít may mắn. Nếu bạn không được chăm sóc, đừng quá lo lắng mà hãy kiên nhẫn chờ đợi một người. Nếu bạn đã kết hôn, cuộc sống trở nên căng thẳng và bạn có thể rơi vào tình trạng mất cân bằng do những mâu thuẫn, tranh cãi không hồi kết với người bạn đời của mình. Ngày này mệnh chủ tuổi mão tạo giờ cục diện tương xung cùng với ảnh hưởng của hung tinh nên không xoay chuyển được vận trình tình duyên ảm đạm. Bản mệnh cần chú ý đào hoa ảo có thể khiến cho gia đình bạn lao đao vì người thứ ba. Nam mệnh chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương về cả thể chất và tinh thần với đối phương. Ngày này vận khí tuổi mão giảm sút nghiêm trọng. Điềm báo tử vi cho thấy, còn có điểm mất cắp mất trộm, bản mệnh cần chủ động giữ của nạ cẩn thận. Không chỉ vậy, có một số người cầm tinh con mèo còn có thể gặp vấn đề về đường tiêu hóa do chế độ ăn uống không hợp lý do đó bạn nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân trong ngày này đồng thời hình thành thói quen ăn uống tốt và sinh hoạt lành mạnh người tuổi mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn kích hoạt tài lộc cầu may mắn bình an đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa tìm ra ba con giáp xui xẻo nhất trong ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn – hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện đến số 0989 349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.